Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự tận hiến hay dâng hiến. Việc tận hiến chính mình có nghĩa là gì? Để dâng hiến chính mình là để trả lời tiếng gọi của Chúa để tinh thần hiến. Điều này có nghĩa là đưa ra một quyết định có ý thức, sẵn sàng để hiến dâng linh hồn, tâm trí, trái tim và cơ thể của bạn cho Thiên Chúa. Quyết định này phải là một trong những ý chí, trí thông minh và tình cảm. Chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định dâng mình cho Chúa. Điều gì xảy ra trong thánh hiến? Một hành vi tận hiến rất đặc biệt là bánh và rượu được sử dụng trong bí tích thánh thể. Theo niềm tin của Công giáo liên quan đến sự thay đổi của họ thành mình và máu Chúa Kitô. Một sự thay đổi được gọi là sự biến đổi để tận hiến bánh và rượu. Linh mục nói những lời của tổ chức. Mục đích của sự tận hiến là gì? Hiến pháp là cống hiến long trọng cho một mục đích hoặc dịch vụ đặc biệt. Từ tận hiến theo nghĩa đen là nghĩa liên kết với thiêng liêng. Thánh hiến có nghĩa là gì? Dành trái tim của bạn cho Thiên Chúa, để dâng hiến chính mình, để trả lời tiếng gọi của Chúa để dâng hiến thiêng liêng. Điều này có nghĩa là đưa ra một quyết định có ý thức, sẵn sàng để hiến dâng linh hồn, tâm trí, trái tim và cơ thể của bạn cho Thiên Chúa. Chỉ có bạn mới có thể đưa ra quyết định dâng mình cho Chúa, không ai khác có thể đẩy bạn vào đó. Cuộc đời tận hiến có nghĩa là gì? Đời sống thánh hiến là một trạng thái của cuộc sống trong giáo hội Công giáo, được sống bởi những tín đồ muốn theo Chúa Giêsu Kitô một cách chính xác hơn. Những người được thánh hiến không phải là một phần trong hệ thống cấp bậc của giáo hội Công giáo, trừ khi họ cũng được phong chức giám mục, linh mục hoặc phó tế. Những gì được nói trong thánh hiến, những lời của thế chế, còn gọi là những lời thánh hiến, là những từ lặp lại những lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly của mình rằng: khi thánh hiến bánh và rượu, các nghi thức thánh thể Kitô giáo bao gồm trong một tường thuật về sự kiện đó, các học giả về kinh thánh thể đôi khi chúng được đơn giản là vơ ba. Làm thế nào để bạn tận hiến cho một nhà thờ? Trong các nhà thờ Tin Lành, sự cống hiến bao gồm việc đọc từ thánh thư, cầu nguyện và đôi khi được sức dầu. Sự thánh hiến của một nhà thờ Công giáo La Mã bao gồm sức dầu cho các bức tường bằng sắc độ, những nơi sức dầu được chỉ định bởi 12 thánh giá. Linh mục làm gì trong thời gian tận hiến? Một hành vi tận hiến rất đặc biệt là bánh và rượu được sử dụng trong bí tích thánh thể. Theo niềm tin của Công giáo liên quan đến sự thay đổi của thành mình và máu của Chúa Kitô. Một sự thay đổi được gọi là sự biến đổi. Để tận hiến bánh và rượu, linh mục nói những lời của tổ chức. Một thánh hiến thế tục là gì? Trong giáo hội Công giáo, một học viện thế tục là một tổ chức của những cá nhân, là những người tận hiến, tuyên xưng những lời truyền giáo về sự khiết tịnh, nghèo đói và vâng lời, và sống trong thế giới không giống như các thành viên của một việc tôn giáo trọng sống trong cộng đồng. Hiến pháp tôn giáo là gì? Đời sống thánh hiến là một trạng thái của cuộc sống trong giáo hội Công giáo, được sống bởi những tín đồ muốn theo Chúa Giêsu Kitô một cách chính xác hơn. Những người được thánh hiến không phải là một phần trong hệ thống cấp bậc của giáo hội Công giáo, trừ khi họ được phong chức giám mục, linh mục hoặc phó tế. Làm thế nào để bạn tận hiến cho Mary? Hiến pháp cá nhân. Thứ nhất, thỉnh thoảng cầu nguyện, ví dụ cầu nguyện kinh kính mừng. Thứ hai, sự sùng kính thường xuyên hàng ngày, ví dụ như việc đọc kinh mân côi hàng ngày. Thứ ba, một hành động tận hiến chính thức cho Mary và sống trong sự thế buộc theo thói quen vào cô ấy như một phương tiện để kết hợp với Chúa Kitô. Một trinh nữ tận hiến có nghĩa là gì? Trong giáo hội Công giáo, một trinh nữ tận hiến là một phụ nữ đã được nhà thờ tận hiến cho một cuộc sống chinh tiết vĩnh viễn như một người phối ngẫu của Chúa Kitô.
số lượng chân nữ tận hiến trong hàng ngàn. Việc truyền phép có ý nghĩa gì trong giáo hội Công giáo? Hiến pháp là sống công hiến cho long trọng cho một mục đích hoặc dịch vụ đặc biệt. Từ tận hiến theo nghĩa đen là liên kết với thiêng liêng. Nguồn gốc từ này bắt nguồn từ tiếng Latin gốc consacrat, có nghĩa là tận tâm, tận tụy, thiêng liêng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.